Thưa quý khán giả, Tây Ninh là một trong bốn địa phương của cả nước được Văn phòng Chính phủ chọn làm điểm để triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai. Sau khoảng thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 15 tháng 12 năm 2020, dịch vụ này chính thức được triển khai thực hiện áp dụng đối với các trường hợp có phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận sau đây của phóng viên Sơn Vương và Duy Hiển. Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, hàng ngày có khá nhiều người dân và doanh nghiệp đến để giải quyết các thủ tục có liên quan đến đất đai. Thông thường, trong quá trình giải quyết, các thủ tục này sẽ có phát sinh các khoản nghĩa vụ tài chính, buộc người dân và doanh nghiệp phải hoàn thành việc thanh toán mới có thể hoàn tất các thủ tục. Trước đây, khi có phát sinh nghĩa vụ tài chính phải thanh toán, người dân và doanh nghiệp chỉ có một phương thức duy nhất để thanh toán, đó là đến trực tiếp các ngân hàng do cơ quan thuế yêu cầu để thanh toán. Sau đó, mang biên lai thanh toán quay trở lại bộ phận tiếp nhận để giải quyết. Thì đến nay, người dân và doanh nghiệp đã có thêm một phương thức thanh toán mới, tiện ích và nhanh chóng hơn, đó là thanh toán trực tuyến. Thời gian vừa qua thì Tây Ninh được phép thử nghiệm cũng như là kết nối chia sẻ các hệ thống liên quan. Các đồng chí xử lý hệ thống kỹ thuật, chúng ta đã kết nối thành công các hệ thống này. Thì chúng ta đã hoàn thiện vấn đề tập huấn cũng như vào đưa vào thao tác thử nghiệm trong giai đoạn từ 1 tháng 12 cho đến 14 tháng 12. Thì hệ thống chúng ta đã cơ bản đã hoàn thành các vấn đề kết nối hệ thống. Với phương thức thanh toán mới này, từ các thiết bị thông minh, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia ở địa chỉ www.dịchvucong.gov.vn, chọn vào mục thanh toán trực tuyến, sau đó tìm chọn thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai. Tại đây, người dân và doanh nghiệp chỉ cần nhập mã số hồ sơ của mình và thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành việc thanh toán. Hình thức thanh toán trực tuyến này được đảm bảo đầy đủ tính pháp lý tương tự hình thức thanh toán trực tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện theo cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh về nộp về giúp công dân thực hiện cái nghĩa vụ tài chính trực tuyến. Thì hồi sáng giờ cũng có một số người đến để liên hệ để nộp trực tuyến qua mạng. Tôi đã hướng dẫn một số người đã nộp thành công. Sắp tới thì mọi cán bộ trong anh chị em trong khu hành chính đều phải thực hiện thao tác thành thạo cái này để mà bất kỳ ai cũng có thể hướng dẫn cho công dân hết. Hôm nay tôi có đến trung tâm để làm giấy đất, nhưng mà tôi thấy là ở đây có tổ chức cái chương trình gọi là đóng thuế trực tuyến, tôi thấy là cũng rất là phù hợp cho tôi và đồng thời cho người dân khỏi đi lại coi như là rất thuận tiện. Qua hướng dẫn thì bản thân tôi đã thực hiện rất thành công. Trong giai đoạn đầu triển khai thì theo sự chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh thì trước mắt là cán bộ công chức bộ phận một cửa, nhất là các cái quầy về liên quan tới đất đai cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sẽ tập trung hướng dẫn cho người dân. Thứ nhất là tạo tài khoản của cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thứ hai là thao tác sử dụng một số cái chức năng cơ bản như là tra cứu tình trạng giải quyết. Thứ hai là giải quyết như là nộp hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3-4. Và hiện tại là chúng ta sẽ tập trung vào hướng dẫn cái thanh toán nghĩa vụ tài chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính để cho người dân nắm được cái kênh thông tin để người dân có thể lựa chọn những một trong những cái hình thức thanh toán sao cho nó phù hợp với từng tổ chức cá nhân. Có thể thấy, với phương thức thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai theo hình thức trực tuyến, người dân và doanh nghiệp không phải di chuyển nhiều, chỉ cần một thiết bị thông minh và một tài khoản ngân hàng đủ điều kiện thanh toán. Như thế, đã có thể dễ dàng hoàn tất việc thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai của mình. Sau thời gian thí điểm tại 4 địa phương, trong đó có Tây Ninh, nếu dịch vụ này được đánh giá hiệu quả, Văn phòng Chính phủ sẽ triển khai nhân rộng trong toàn quốc.